Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với series Welcome Smart Home của Lumi. Mình là Phương Thùy. Trong tập 14 của Welcome Smart Home, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một ngôi biệt thự thông minh tại Vinhome Star City Thanh Hóa. Mặc dù là gia chủ không có nhà, nhưng ngôi nhà thông minh này đã đón tiếp Phương Thùy vô cùng chu đáo. Như quý vị có thể thấy thì mọi thiết bị trong nhà đã được cài đặt tự động và khi vào nhà thì Phương Thùy cũng không gặp bất cứ khó khăn hay trở ngại nào cả. Và xin bật mí với quý vị rằng ngày hôm nay ngôi biệt thự không chỉ đón một mình Phương Thùy mà còn có sự xuất hiện của một vị khách mời vô cùng đặc biệt. Trong khi chờ đợi anh ấy thì chúng ta sẽ cùng khám phá xem những tiện ích khác của ngôi nhà này nhé. Mong muốn ngôi nhà luôn được an toàn và phút giây thư giãn nghỉ ngơi của cả gia đình được trọn vẹn nhất, gia chủ biệt thự Phong Lan đã không ngần ngại trang bị hàng rào bảo vệ 24/7. AI Camera Hub được tích hợp công nghệ IoT cho phép hệ thống phát cảnh báo, đồng thời gồm còi hú, điện bật sáng choang và gửi tin nhắn tới điện thoại của chủ nhà. Hệ thống âm thanh đa vùng với phương thức chọn nhạc trực tuyến hoặc kết nối Bluetooth cho phép gia chủ phát đồng thời một bài hát ở tất cả các loa tại tất cả các khu vực chức năng khác nhau. Còn với hệ thống chiếu sáng thông minh, gia chủ có thể dễ dàng thay đổi màu sắc ánh sáng cho phù hợp với thời gian, khung cảnh hoặc sự kiện của gia đình chỉ với những thao tác cực kỳ đơn giản trên smartphone. Điều đặc biệt là không chỉ hệ thống chiếu sáng mà tất cả các thiết bị thông minh trong nhà đều được hẹn giờ và được bật tắt dễ dàng bằng ứng dụng Lumilight mà không cần sử dụng quá nhiều remote hay công tắc. Vị khách đặc biệt của chúng ta đã đến rồi, nhưng hãy để cho ngôi biệt thự thông minh tự đón tiếp theo cái cách của nó nhé. Em chào anh. Chào MC Phương Thùy, chào quý vị khán giả. Xin được giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là anh Phong, đại diện bên phía công ty cổ phần kiến trúc Hà Nội ARC, là đơn vị thiết kế và thi công trọn gói từ kiến trúc đến nội thất của căn biệt thự Phong Lan tại Vinhome Star City Thanh Hóa. Và để quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn về nhu cầu của gia chủ cũng như là phong cách thiết kế và nội thất của căn biệt thự này, thì anh Phong, anh có thể giúp Phương Thùy chia sẻ cho quý vị khán giả được biết được không ạ? Vâng, gia chủ là người không quá quan tâm đến công nghệ. Tuy nhiên anh ấy lại quan tâm đến giải pháp nhà thông minh. Gia chủ chia sẻ với chúng tôi rằng cái gì an toàn, tiện nghi trong sinh hoạt gia đình thì sẽ ưu tiên sử dụng. Để giải quyết bài toán này của gia chủ, đội ngũ kiến trúc sư đã đưa vào các thiết kế nhằm đảm bảo được tính thẩm mỹ trong thiết kế và sự an toàn, tiện nghi trong sinh hoạt gia đình. Về phong cách thiết kế, như các bạn cũng thấy, biệt thự mang phong cách hiện đại với tông màu chủ đạo là màu trầm của gỗ óc chó, tạo cảm giác ấm cúng, sang trọng. Phần sân vườn thiết kế cảnh quan thoáng đạt, chú trọng nhấn vào hồ cá koi. Được biết là công ty kiến trúc của anh Phong đã giới thiệu giải pháp nhà thông minh Lumi tới cho gia chủ của căn biệt thự. Không biết là lý do tại sao anh lại lựa chọn giải pháp đến từ Lumi vậy ạ? Lumi Việt Nam là đơn vị cung cấp giải pháp nhà thông minh tốt nhất hiện nay. Vì vậy công ty cổ phần kiến trúc Hà Nội ARC đã tin tưởng lựa chọn giải pháp nhà thông minh của Lumi cho căn biệt thự Phong Lan và các công trình trước đó. Sau thời gian trải nghiệm những tiện ích đến từ nhà thông minh của Lumi thì không biết là gia chủ có chia sẻ với anh rằng gia chủ và gia đình của gia chủ thích nhất là giải pháp nào không ạ? Vâng, nhà thông minh Lumi mang đến giải pháp an toàn, tiện nghi trong cuộc sống. Tuy nhiên thì giải pháp về an ninh và điện thông minh là hai giải pháp mang đến sự thích thú nhất cho gia chủ. Bởi anh chị hoàn toàn yên tâm về ngôi nhà mỗi khi đi xa, đặc biệt còn có thể bật đèn, điều hòa, nóng lạnh thông qua smartphone trước khi về đến nhà. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ thiết thực của anh Phong ạ. Để ngôi nhà có thể tự động tiếp đón khách đến chơi một cách chu đáo và biến hóa ngữ cảnh thông minh, bạn cũng đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay tới hotline của Lumi để nhận tư vấn miễn phí và hỗ trợ tốt nhất. Tập 14 của Welcome Smart Home đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hãy nhớ like video và nhớ theo dõi kênh YouTube của Lumi để không bỏ lỡ bất cứ giải pháp thông minh nào dành cho ngôi nhà của bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị!